Bởi thế cho nên vui lòng không nợ. Nếu như bây giờ mà cái chữ này mà bố đọc không hiểu là con vỡ nợ ấy, bố hiểu không? Bố con mình là tình nghĩa bố con chỉ cũng con cũng muốn làm gương để cho cái công việc buôn bán của con là nó sẽ có nhờ đọc của các bố. Rõ ràng là phải nhờ bể trên thì mình mới ăn nên làm ra mà. Đấy thì bố sang đây con xong con cộng hết bao nhiêu thì bố kể là bố gửi sao cũng được. Tức là cái vụ này là tính tiền cả bố ấy chứ. Con chỉ trả nhẹ không. Nóng thế. Vợ chồng nó làm ăn đến đây mà trả bố cậu biết rồi. Ôi, có đây, có đây. Bố à? Quý khách vào đây, xin mời quý khách. Khách rồi mà khách, bố là bố. Bố à? Bố đang nắng này, xuống đây là chưa xuống làm cái gì cho chết nắng nhỉ, bố vào đây. Đây à, cửa hàng của con mới đây à? Vâng, đấy người ta, ông chủ ông ấy không có người bán, ông ấy để lại cho mình thầu. Từ hôm mở quán, bố có xuống được đâu mà. Ủi dọc đại chứ. Con chả bảo, đã bảo bố đâu mà bố biết mà bố vẫn xuống được nhỉ. Bố nghe ông Bân ông bảo là vợ chồng con mới thuê quán mặt hàng dốc. Vâng. Như ở đây con bán. Bố ngồi đây. Nhiều thứ thế. Ủi đã gọi là tạp hóa thì mở hết ra, bán được cái gì là phải phục vụ hết cái đó để cho nó thuận tiện cho bà con. Có nhiều khách không hả con? Cũng đông đấy, vào cái tầm buổi chiều mới tầm trưa này thì không có mấy. Ui dồi, cũng thấy khang trang đấy. Mà con bán những cái đồ gì? Đồ khô, nước ngọt, bia loan, bia tươi thì các kiểu ăn uống cái gì thì mình phục vụ cái đó ấy. Có chữa không? Cho bố một cốc. Chữa, bố uống làm gì chữa? Để cho nó thọ lâu, uống rượu thọ cũng được. Rượu thọ toàn đường đấy, không tốt cho người già dùng đó. Bố uống được hết mà. Mà nó làm từ con bò ra bố không biết à? Thì bố là người đi vắt chữa thì bây giờ bố phải thử xem nó chế biến thế nào chứ. Bố không biết à, con bò nó ngu như thế, bây giờ mình uống sữa của nó thì thành ra con là có lỗi với bố à? Bố lại đi uống sữa bò để ý bố là định gài con để con thành bất hiếu à? Bảo bố lại như con bò. Thế thì có bia không được? Có bia nước ngoài không? Bia cái gì con? Có. Đấy, thế thì cho bố một... Có bia Ken này, bia... Đấy, Ken cũng được. Tiger này. Tiger cũng được. Mà không nên uống cái đấy. Có cái gì? Bố một cốc bia. Cái bia đấy con chỉ phục vụ cho cái món du lịch đi qua đây thôi. Là khách ở dưới Tây người ta đi qua người ta hỏi bán thôi. Thì bố chưa được uống bia Tây thì còn cứ lấy ra để cho bố một cốc. Bố không uống được cái bia đấy. Uống cái đấy nó cứ quen mồm cái là sau là vỡ mồm đấy. Mà con nói thế thì làm thế nào? Sao uống bia lại vỡ mồm? Con phân tích cặn kẽ cho bố biết nha. Mình là người dân Việt Nam là mức thu nhập nó thấp, bố hiểu không? Là chỉ uống mấy cái bia cỏ ấy thôi, uống cái bia tươi này thì nó hợp túi tiền. Bia cỏ thì mình đun ra mà uống cái gì mà phải ra quán? Muốn uống bia hộp ấy. Bia hộp con đã bảo thì quen mồm là vỡ mồm mà, sao tiền đâu? Vỡ cũng được, bố sợ gì nữa mà tầm này tuổi gì sợ gì vỡ mồm? Ông được có 1 triệu bạc tiền phụ cấp của nhà nước cho cái thương binh hạng nhẹ thôi mà ông lại uống cả cái loại đấy thì cơ mà. Thì khổ quá, bố chưa được uống bao giờ. Thì bây giờ mấy khi con được mở hàng, mở mày mở mặt, uống cho cậu một cốc để cho nó mặn. Dặn mắt gan gì? Ăn thì mì tôm, sáng thì toàn ăn mì tôm trần rồi uống bia Tây. Chứ, bố uống cái bia thì được rồi, cho bố uống cái gì thì cho. Uống cái bia này thôi. Bố dùng cái gì? Cho bố một cốc. Đảm bảo là uống bia thì ăn cái gì để con còn biết. Ui ơi, nhiều bọt thế hả con? Bia chẳng có bọt thì ai người ta uống. Bia phải có bọt. Này, mọi hôm, đấy,
Hóa ra là chắc bia thế này à con? Vâng. Bia bơm à con? Bia bơm. Bia bơm. Nào con mời bố. Sao? Sao cốc của con chả đầy đấy? Còn uống suốt ngày chả có tí bọt nào. Bọt thì nó đây. Đây đây, đưa bố cái cốc không có bọt đấy. Bố uống cái bọt đi cho nó còn nếm thơm nhất ở cái bọt đấy. Thơm à? Ngon nhất hay không là bia ở thôi cái bọt. Cứ chúc mừng vợ chồng con làm ăn phát tài nhé. Và chả biết phát tài hay không mà giờ nợ 40 triệu vừa mà. Đấy bảo bố xem. Ai mua mà nợ nhiều thế hả con? Đầu tư đây này, đầu tư khi à, chỉ mình thu sau. Chỉ bây giờ phải trả nợ cho người ta trước thì mình thu sau được chứ. Mình đang con đang tính bảo xem bố cái cặp bò đấy xem con đắt rẻ thì bán xong hỗ trợ cho vợ chồng con. Ôi, đang trải một thời gian ngắn thôi. Bò nó đang vừa lấy giống xong ai bán còn buồn cười thật. Vừa đánh giống xong mày. Đánh giống được rồi à? Được rồi. Chính bò đánh giống được rồi nó bán nó mới được giá bố ạ. Chứ bây giờ bò mà chưa đánh giống á người ta tưởng bò trơn nó giả rẻ bèo ra. Nhưng mà nó đánh giống được thì để nó đẻ ra bán cho được nhiều tiền hơn à. Đợi nó 9 tháng nữa thì là có sản phẩm có cái gì được. Đợi được 9 tháng cặp bò của bố bán thì con cứ vỡ hết cả bát họ rồi. Thế sao mà vỡ? Bây giờ đang này bóc bát lãi ngày kia. Bố thương con gái thì bố bán lúc bây giờ bò nó được giống rồi thì bán nó còn được giá. Ôi trời ơi, cháu ơi. Ôi, bạn của bố. Gì đấy? Bạn này uống cái thôi một cốc đi. Chị thấy ai cũng là bạn thì này quyết tư tưởng chứ. Đây con đến chưa thì có mà. Cháu đây là bác cháu. Bác, bạn của bố. Bác ngồi đây. À thế là con rể của con tôi nó mới mở hàng. Vâng. Ê. Cháu vừa xuống đây mở quán thì bán đi được. Thì hôm nay bác cũng ghé qua để ủng hộ quán cháu à. Có đây, chắc cho bác cái một cốc đây đây như bố ấy. Vâng. Đấy. Vợ chồng nó làm ăn bây giờ cũng phải nhờ cánh trẻ này nó ăn nên làm ra. Nó cũng nhạy bén đấy. Nó biết kinh doanh là tốt rồi. Ông ạ. Thế là tốt rồi ông ạ. Chắc đây đây mà con ạ. Mấy khi bố có bạn đi qua. Còn cứ phải chắc đây chắc. Chả bảo vợ con già nó chắc hộ. Một mình là phục vụ cũng mệt đấy nhỉ con nhỉ. Bác ơi. Đấy. Cháu mời bác. Bố uống hết đi. Nào. Để anh em mình gặp nhau này. Cho ông. Đây là. Úi giời. Mình anh em mình mấy khi đến con cái cũng uống tẹt tôi. Hôm nay uống được bao nhiêu. Con tôi nó chịu trách nhiệm. Được. Ông không phải lăng nổi khát nước quá. Bố xong con bạn nó cứ gọi đến đây. Bố ạ. Nó đi qua thì mà đây. Bố mà gọi bạn đến thì có mở chỗ này ngồi chờ. Gặp ai thì mình gọi thôi. Càng chặt càng tốt. Mở quán nó phải có khách. Như còn giờ mở quán ra mà chả có ai đến thì cơ mà buôn bán cho mà. Uống thế mà không? Hết đấy. Uống hết đi để chắc ông ạ. À. Cốc tôi đầy. Phải hai hơi ông ạ. Thì cứ chờ còn chát ra. Chát ra cho bố. Vẫn uống nữa à? Chả uống à. Bia của con mới lấy ngon đấy. Uống nhiều này tức bụng lắm đấy. Mấy khi mà. Mà tức bụng mà không đi vệ sinh được là nhàng tắc tiểu là nó gọi là. Không lo. Là viêm đường tiết niệu ấy không tốt đâu. Bố có uống liên tục rồi có một lâu lắm rồi hôm nay mới được thoải mái thả ga một buổi. Con chạc to thí gió nào con? Uống bia phải có quạt gì? Chả biết con bảo người ta lắp cái đồng hồ vào còn đồng hồ điện ấy còn chưa lắp rồi. Nó bật lên cứ một tiếng đồng hồ nó nhảy số điện nhanh lắm. Cứ bật phải nhảy thì nhảy mấy khi mà. Mà tập uống bia không có quạt thì nó nóng mình mới uống được lắm bố ạ. Đấy. Ôi. Nóng ra mồ hôi uống cho nó được nhiều.
bố cháu được cái sức khỏe, ăn uống cũng vẫn tốt lắm. Được đấy. Nhiều khi ông cũng điều độ đấy. Nhiều khi cũng tốn cho phết đấy ông ạ. Ăn khỏe thì tốn thôi ông nhỉ. Chỉ mấy khi mà bây giờ con cái nó phát triển rồi, mình là sống nhờ vào chúng nó, cho nên là mình cứ thoải mái đi. Còn sống được bao nhiêu đúng mà. Vâng. Bố, bố mấy bác ăn uống gì không? Ăn gì không? Ồ, xem có cái gì ăn không nhỉ? Nào, mời bố con nhé. Vâng. Tôi uống nốt cốc này xin phép về đây. Ồ, chị, bác cứ từ từ đã chị. Chưa muộn rồi. Ông cháu ơi, đã hết ca này đâu. Ca này hai bố con uống nốt, tôi uống nốt cái này xin phép đấy. Phải về đấy. Hết. Mấy khi con cái nó bảo mình uống thì mình cứ uống. Ăn được là tốt, uống được là tốt. Thỉnh thoảng bác ở gần đây sang ủng hộ của quán cháu liên tục. Ôi rồi, nha. Ok. Vâng. Thôi tôi xin phép hai bố con ông nhá. Tiếp đón mặn nhạt nào thông cảm cho bố con nhà tôi nhé. Ok. Tổ chức thế tôi về đây. Tổ chức họp đồng ngũ đồng nhất cái gì đấy thì cựu chiến binh thì bác cứ tổ chức về đây cháu tổ chức cho. Rồi chị. Ok. Ủa, bố cũng thấy đầy bụng quá rồi. Con ạ. À, có khi bố uống nốt thế này thì bố cũng thôi bố về đấy. Bố uống được nữa bố cứ uống đi. Đầy vẫn còn mà. Chỗ này thôi để để con uống tiếp còn đổ thôi bố uống nốt rồi bố về đấy. Vâng, bố uống nốt nhé. Vâng vâng. Thế bố về cho nó khỏe. Thôi bố về đây nha. Cảm ơn con nhá. À, nhưng mà bố. Cái gì? Anh ấy con bạn. Vẫn còn món nữa. Không. Bố không uống được nữa đâu. Không, không uống nhưng mà. Này, con làm cái biển này bố thấy thế nào? Đấy. Cho vay thì mất bạn đúng không bố? Đấy, cho nợ thì mất khách, đòi chuốt thì ngại, mà để lâu thì quên, bởi thế, cho nên vui lòng không nợ vợ. Không nợ, đúng rồi. Đã. Phải nói là con là cứ vậy. Con mà sáng tác ra cái bài này là tốt đấy. Cả bên đúng này, rồi. Cả bên này nữa này. Còn chỗ nào con cũng để mà từ nãy giờ bố không nhìn thấy à? Bố nhìn thấy rồi, nhưng mà thôi bố về nha. Không nhưng mà bố, đây đây đây. Mà bố nỏ lắm rồi, bố nhìn thấy thôi. Khổ được. Quá, tôi nhìn thấy rồi. Cả ở đây nữa bố ạ, con treo cả thấy. Hai bên để không. Mình làm ăn là mình phải dứt khoát con ạ. Bởi thế cho nên vui lòng không nợ. Nếu như bây giờ mà có nghĩa là cái chữ này mà bố đọc không hiểu là con vỡ nợ ấy, bố hiểu không? Bố biết rồi, vâng. Bố nhìn thấy rồi. Vâng, nhưng thấy. Mà thôi lắm, có bây giờ bố về đấy. Nhưng mà đây, con nói là chỗ kể cả bố đi. Nhìn thấy rồi. Con nói ấy, con theo như con cái quy cách làm việc của con ấy là không nên ngại, kể cả anh em chị cũng rồi. Không ngại, có bán hàng không ngại. Bố con không cho nợ, đúng rồi. Chú cháu gì cũng không có nợ nữa gì bố. Đúng rồi, còn gì nữa. Kể cả bố đẻ con mà uống là cũng không có nợ nữa gì bố. Bố công nhận không? Đúng rồi, con bán hàng rất khoát. Nhưng mà thôi hôm nay bố về nhá. Mà huống chi bố là bố vợ ấy, kiểu ý con nói thế. Chỉ bố vợ thì hôm nay con mở hàng đầu tháng thì bố ra bố ủng hộ. Mời cả bạn bố nữa mà tiền bố đi thì không. Đấy kiểu thế. Con không muốn hỏi đâu. Mà nó lại ngại. Đấy bố ạ, con bố con mình là tình nghĩa bố con thì cũng con cũng muốn làm gương để cho cái công việc buôn bán của con là nó sẽ có nhờ độc bộ các bố. Rõ ràng là phải nhờ bể trên thì mình mới ăn nên làm ra. À, đấy thì bố sang đây con xong con cộng hết bao nhiêu thì bố kể cả bố gửi sao cũng được. À, tức là cái vụ này là tính tiền cả bố ấy chứ. Con chưa trả nhẹ khó. Nếu con không tính thì con mở ra thì có mà bảo con nó đập chết. Thôi được rồi. Con trong quán con làm thuê cho vợ con đấy. Vợ con cũng là con của bố. Vâng. Con cũng là con của bố, thôi được rồi. Con cứ vào cộng đi. Hết bao nhiêu hôm nay bố giả. Nó quán triệt với con là mời ai thì về nhà mình thoải mái. Ở quán là ra đây là cứ phải rõ ràng. Không, con, thế thì con không chỗ đi. Đấy, bố là hiểu. Này. Bố con lương hưu trợ cấp tháng triệu bạc chứ uống bia tiệc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cốc với lại chỗ này. Với lại 1 ca. Chỗ này còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu đấy, còn 600, 700 ml đấy. Cái này là bố đã mua rồi.
Bố không uống ở đây, bố mang về. Đấy. Tự nhiên bố lại thấy muốn uống thêm con ạ. Của bố là hết 560.000 quá. Nửa tháng của bố đấy. Vâng. Đấy. Còn đâm à? Còn năm một trợ cấp 1 triệu thì có mà uống. Uống được nửa tháng 500, uống nửa tháng có một ngày hết nửa tháng rồi thế nào đó. Tối bố ra ủng hộ con nốt 500 đấy. Bố gửi luôn cả 600. Không, còn ai còn lấy chửa đấy. Còn 560.000. À, đó, tí nữa chị quên. Còn, vợ con nó cầm tiền trả lại mất rồi. Thôi bố cứ cầm cái này còn đâu. Lúc nào chiều ra đây bố uống nốt cái chỗ còn lại. Bố gửi nốt cho con để lấy tiền trả lại. Chị... Còn 9.000 bố cầm làm gì? Thế là chiều bố ra đây nhé. Còn... Thế là của bố là còn 40.000. Chiều bố ra đây còn 10, bố không phải trả tiền nữa. Chiều này gì? Vâng. Rồi. Chiều ra đây còn 14 cốc, không phải trả tiền nữa. À, hai bố con mình làm nốt công này nhé. Thôi, chúc bố sức khỏe nha. Giữ gìn để mình còn hưởng tiền trợ cấp hàng tháng. Rồi, bố cảm ơn nhé. Hàng bần nhiều thế mà hôm nay đâu có. Ok rồi, vẫn nói to đấy. Ui, nóng quá. Em lấy lá chè làm gì đó? Mang ra ngoài quán ổm, cho khách người ta một ấm ủ đấy. Có người người ta đến uống bia nhưng có người vợ đi theo là người ta chỉ có uống nước ngọt hoặc uống nước lá thôi. Mà này. Mày ngu thế. Mang lá chè ra pha chan đấy, người ta đến uống, người ta xin cục đá, người ta uống cốc nước chè tươi, thế là mình chả bán được nước ngọt nữa, chả bán được nước mía nữa, sao chốt thế. Kệ chứ, nước chè này chỉ để nhà thôi. Thế tưởng là cũng như ai hi đi ăn sáng, ăn bát bún xong ra là làm cốc nước chè. Đấy là đi ăn bún nó khác, đây người ta đến quán mình là mình bán nước, thế mình lại bỏ nước miễn phí ở đấy thì ai người ta uống nước ngọt nhá. Nhưng mà này, thế hôm sau hôm nay thời tiết nắng to thế, không trông quán còn về làm gì cái giờ này? Giờ này không phải là giờ người ta uống bia. Úi giời ơi, 10:30 là cái giờ người ta tan tầm, người ta đi làm về, người ta nắng nóng, người ta vào, người ta muốn làm hớp cho nó mát thì lại bảo là không phải giờ uống bia. Đang gửi cái thằng cu em nó trông cho ở đấy về. Gửi? Ông có biết là của một đống nhà ông ở đấy không mà ông gửi? Ông chủ quan nó vừa phải thôi. Bây giờ nhá, tôi nói đơn giản. Nó vào nó nhóc một lon bia thì chỉ mất có 10.000, 12.000. Nhưng nó ôm như một thùng bia. Thế thì ông bán bao nhiêu ngày cho lại được mấy trăm nghìn? Dân của mình ở đây nó không có cái gian xảo kiểu đấy. Có mà để mang đến tận nhà người ta mà không mời tử tế người ta ăn chảo uống ấy. Dân là ông ví ở trong cái nhà ông thôi. Nhưng bây giờ ông thuê quán mặt đường, ông hiểu không? Khách vãng lai, khách du lịch. Mặt đường người ta đi xe ầm ầm như thế, nó chỉ chớp mắt có 2 phút thôi là ông mất tiền triệu đấy. Ai nó lấy, cứ phải lo về nhà cũng một tí thôi. Thôi, ông quay ra luôn đi. Tôi nấu cơm xong tôi mang cơm ra cho ông ăn, ra trông đi. Tí nữa thì việc cái gì? Tốt nhất là ông ra mà trông đi. Hàng của cả đống ở đấy. Được rồi. Thế đi đi, còn làm gì nữa? Đấy mày, cứ nói ta lại quên ta về làm gì đây nè. Lúc nào nhớ thì bảo vợ. Lại nhỉ. Mình bảo mình về nhà một tí làm cái gì ấy nhỉ. Đi đi. Lúc này mất hết đồ rồi đấy. Chị đi. Ngãi ngãng lắm cơ. Ôi, nóng quá. Này, ông đi được mấy bước chân mà ông lại quay về? Đi nửa đường rồi. Nhưng mà giờ mình trực nhớ ra là nãy về mà nghĩ mãi không nghĩ ra. Tại cái mồm em cứ dồn người ta. Thế thì nghĩ ra cái gì? Thế bây giờ là muốn về nhà lấy cái gì, làm cái gì? Làm một hồi đi xong mà đi. Về đi vệ sinh. Giờ mình nữa. Ở trong đấy bảo xây lấy cái nhà
nhà vệ sinh để cho khách nhá. Nó đi nặng nhẹ thì có rồi, mà bảo nó đi cái mạnh mạnh một tí thì lại bảo xoay thì mà sợ tốn tiền. Sao không đi vào đi nhờ nhà ông chủ ấy, mẹ còn phải mất công đi về tận nhà. Đùa em, hôm nay mùng 1 mà muốn đi nặng cái đấy lại bà còn bảo vào nhờ ông chủ thì cứ mà người ta chửi vào mặt à. Rồi ơi, người ta đi thì người ta khẽ khẽ mà đi, chứ ai phải báo cáo ông đi nặng ông đi nhẹ người ta hỏi à. Mà phiền hà. Mà nhớ đã lần này đầu vào mình đã đầu tư được cái đầu vào rồi thì phải đầu ra là đầu tư nốt cho nó hoàn chỉnh khách khứa, người ta đến nó mới không bị phiền toái, hiểu không? Đợi cuối tháng chốt sổ có lãi thì hạn xây, không lãi thì cứ đi kiếm lãi đi đã. Chờ uống được cốc bia vào, bia thì nó lại lợi tiểu. Mà các ông ấy là toàn là kiểu quay mặt đi là xong thôi, chứ có các bà nào đi uống bia đâu mà phải lo chỗ ra. Đùa em nói thế thì kinh doanh thế nào được? Kinh doanh phải có cái đầu óc, phải phục vụ chu đáo, hiểu không? Bây giờ người ta uống cốc bia vào nó tức hết cả bộ phận nhà máy nước đấy chị. Mà ông nói ít thôi, khách nó gọi rồi đấy, cứ đứng ở đấy mà cãi. Ô, được rồi. Ơi, chị đang ở nhà, chị đang thì ra đây bây giờ. Ôi, rồi, chị nhớ gọi lại. Đấy, lại có khách. Ơ, thế không đi nè. Ôi, tao quên đấy, tại mày đấy. Nhanh lên, mày có ra mà bán hàng đi. Bấm gọi lại khách bảo đợi một chí. Nhanh lên.